Bước đến gần Skoda Karoq, một chiếc xe có kích thước ở mức độ B+, sau đó thì dở catalog ra để đọc thông số, đếm trang bị và cuối cùng là nhìn sang mức giá bán từ 999 triệu đồng cho một phiên bản thấp nhất. Thì chắc hẳn là nhiều người sẽ nghĩ trong đầu là vô lý, tại sao xe này lại có mức giá bán cao đến như vậy. Cá nhân tôi cũng đã từng có cảm nhận đó và tôi rất hiểu cái cảm xúc của anh em. Tuy nhiên, anh em hãy nhớ rằng đây là một chiếc xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu, một chiếc xe sử dụng chung nền tảng khung gầm động cơ với Audi. Nói đến đây thì anh em đã bắt đầu thấy có lý hơn chưa ạ? Và tôi tin rằng là anh em sẽ lại càng thấy có lý hơn khi được cùng tôi trải nghiệm chi tiết mẫu xe này trong video ngày hôm nay. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Mê Xe. Đừng quên bấm nút đăng ký để ủng hộ chúng tôi sớm đạt tới 400.000 subscriber. Và đây, ngay bây giờ sẽ là Skoda Karoq trên Mê Xe. Ngay ở phần đầu của video này thì tôi muốn dành thời gian để nói về khả năng vận hành của Skoda Karoq, bởi vì đây là thứ mà làm tôi ấn tượng nhất ở chiếc xe này. Ngắn gọn thì nó nằm ở hai tính từ, đó là nhuần nhuyễn và tin cậy. Khi mà bước lên để cầm lái chiếc xe này thì anh em sẽ có một cái cảm giác là từ cái vô lăng đến cái chân ga, đến cái phanh, đến cái hộp số, mọi thứ nó vận hành với nhau thành một cái chỉnh thể mà tôi cho rằng là nó không có bất cứ cái độ dơ hay là cái độ ngắt quãng ở bất cứ một cái yếu tố nào khi mà phối hợp với nhau cả. Đặc biệt là cái khả năng mà cái động cơ, cái chân ga nó kết hợp với cái hộp số. Thực sự là cái hộp số 8 cấp ở trên Skoda Karoq nó quá là mượt. Tôi đã thử đặt chiếc xe này vào rất nhiều những cái tình huống vận hành khác nhau. Tôi đạp ga đủ kiểu, tôi luồn lách đánh võng, tôi tăng tốc đột ngột, tôi phanh gấp, tôi đi nhẹ nhàng trong phố, tôi đi nhanh ở trên cao tốc dưới kiểu từ từ phóng lên hay cái kiểu đạp ga thật gắt, thì tôi cảm giác như là chiếc xe này nó vẫn đảm bảo được cái độ trơn tru giữa tất cả các yếu tố. Tất nhiên đây là một chiếc xe sử dụng động cơ 1.4 turbo đấy, nên là anh em vẫn sẽ có những cái khoảng turbo lag, nhưng cái turbo lag của chiếc Karoq này nó cũng rất là ít, rất là thấp. Và cái cách mà anh em đạp ga một cái và turbo nó mở ra và chiếc xe nó vọt lên, nó cũng là một cái độ mượt mà, sự liên tục. Nó không hề bị tạo cái cảm giác ngắt quãng. Hay kể cả khi anh em đang đi nhanh, hiểu không? Anh em dí sát đít này, ví dụ sát đít vào cái xe phía trước đúng không? Đấy, anh em phanh lại, đấy. Cảm giác như là chiếc xe nó cũng giữ được cái độ mượt mà. Đúc kết lại thì như thế này, nếu anh em sử dụng chiếc xe này hàng ngày với cái độ nhuần nhuyễn như vậy thì anh em sẽ có một cái cảm giác lái xe nó cực kỳ nhàn nhã. Khi đó thì anh em sẽ không bị phân tâm quá nhiều vào cái cảm giác vận hành của cái hộp số nó chuyển thế nào, cái chân ga, chân phanh nó hoạt động ra sao. Đó mới là cái hay của một chiếc xe mà để chúng ta có thể gắn bó hàng ngày, gắn bó một cách lâu dài. Tính từ thứ hai đó là sự tin cậy. Đầu tiên thì tôi muốn nói tới cái khung gầm. Đây, nói đến khung gầm thì phải lắc lái một cái để lấy cảm hứng. Anh em sẽ cảm thấy cực kỳ yên tâm chiếc xe này để luồn lách, để tăng tốc, để đi ở bất cứ giải tốc độ nào, để anh em đi chậm trong phố, có những cái pha gọi là đạp ga giật cục lên một phát để vượt qua một cái tình huống và ngay lập tức lại phanh lại, lại lách, không hề có bất cứ một cái chuyển động dư thừa nào cả. Mọi thứ nó được giữ ở cái độ gọn gàng, và cái độ gọn gàng như vậy thì rõ ràng là giúp cho chúng ta lái xe an toàn hơn rất nhiều. Hay là đi trên cao tốc có chuyển làn, có vào cua. Đấy, ngày hôm nay thì chúng tôi đi lên cái cung đường ở Đền Gióng, thì cung đường đấy thì cũng không có gì quá kinh khủng cả, cũng chỉ là những cái đoạn đường dốc nhẹ và hơi cua cua thôi. Nhưng mà nếu anh em đang đi một chiếc xe khác, một chiếc xe Nhật, một chiếc xe Hàn, và anh em chuyển sang lái chiếc này thì anh em sẽ cảm giác như là anh em có cái độ yên tâm, có cái độ tin tay hơn rất nhiều. Và độ tin tay thì một phần nó đến từ cái vô lăng này nữa. Để nói rằng đây là một cái vô lăng mà anh em tìm kiếm cái sự sắc lẹm, giống như trên một số những chiếc xe châu Âu có mức giá nó khoảng 1,5 tỷ hay là trên 2 tỷ ấy. Thì vô lăng của Skoda Karoq nó không phải là cái phần vô lăng nó làm được cái việc đó.
Tuy nhiên để nói về độ chính xác, khả năng đáp ứng thì phần vô lăng này nó cũng là vượt trội so với những cái mẫu xe Nhật Hàn. Có thể nó nhẹ, có thể nó nặng ở tùy từng chế độ. Đối với tôi thì khi mà để cái vô lăng này ở cái Drive Mode là Normal ấy thì nó hơi bị nhẹ quá, sang Eco nó lại càng nhẹ. Thế nên là với cái khả năng Custom của Drive Mode thì tôi có thể cài đặt cái vô lăng này ở chế độ Sport này, thì tôi thấy lái nó là hợp lý nhất. Nó không quá nhẹ và nó có cái độ siết, có cái độ tin tay hơn. Đây, vô lăng này anh em lắc đến đâu là cũng biết đến đấy. Chứ nó không hề có cái cảm giác của cái độ dơ, của cái việc là anh em lắc vô lăng một cái và anh em sẽ có thể cảm nhận rằng là không biết là cái xe của mình nó đang thực sự đi đến đâu rồi. Tất nhiên là nó không đến mức như tôi diễn tả, nhưng mà tôi nói ra như vậy để anh em hiểu rằng là với một cái phần vô lăng mà nó có cái độ chính xác và một phần vô lăng mà nó thiếu đi cái sự liên lạc một cách trực tiếp với cái bánh xe ở phía bên dưới thì nó sẽ khác biệt như thế nào. Động cơ của chiếc xe này nếu mà anh em đọc thông số đúng không? 1.4 turbo, 150 mã lực, 250 Nm. Khi mà đọc thông số thì tôi nghĩ là chiếc xe này chắc là đi cũng tà tà, cũng không có gì kinh khủng lắm, sức mạnh cũng không có gì đặc biệt lắm. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là khi mà cầm lái chiếc xe này 2 ngày thì tôi nghĩ rằng là khi mà xe châu Âu đã trở nên phổ cập và phổ thông hơn tại Việt Nam ấy thì chắc là chúng ta lại phải có khái niệm mới để phân biệt, tức là động cơ 1.4 turbo 150 mã lực trên xe châu Âu và động cơ 1.4 turbo 150 mã lực trên xe Nhật Hàn. Nói vậy hơi buồn cười nhỉ, nhưng mà thế nào, tức là động cơ này để nói là nó khỏe theo cái kiểu là của một cái động cơ gần 200 mã thì nó không khỏe đến mức như vậy, nhưng để nói là động cơ này cũng bình thường thôi thì tôi nghĩ là không hề. Vì thứ nhất, như tôi đã nói từ lúc nãy rồi, là cái turbo lag của chiếc xe này cực kỳ thấp. Và khi mà turbo đã mở ra rồi thì khoảng dưới 100 km/h thì đạp phát nào là anh em biết phát đấy. Hai ngày hôm nay tôi cầm lái thì chưa có một tình huống nào mà tôi cảm thấy ngại ngần khi mà vượt cả. Kể cả là khi đang đi tốc độ thấp và vượt ở quãng ngắn, hay kể cả khi mà tôi đẩy chiếc xe này lên khoảng 80 km/h và vượt lên khoảng tăng tốc lên 100 km/h thì nó luôn luôn là cái sự đáp ứng gần như ngay tức thì anh em có thể cảm nhận được. Đây. Đó, vẫn rất dư lực. Hệ thống khung gầm cực kỳ tin cậy, giảm sóc rồi đi vào mố đường, rồi kể cả hôm nay chúng tôi lên chỗ đèn gióng thì cũng có một số những cung đường xấu, chưa xấu đến mức kinh khủng, tức là xấu như vậy thì xe nào cũng được, cũng đi được thôi. Nhưng mà để đang đi một chiếc xe phổ thông bình dân khác đi chiếc xe này thì anh em sẽ thấy cái cách mà hệ thống treo nó phản hồi với mặt đường nó kịch và khả năng dập tắt dao động cực kỳ tốt, không hề bị thúc vào lưng, không hề bị cái cảm giác khó chịu. Bây giờ với mức giá niêm yết này nhá, với mức giá niêm yết của bản thấp nhất đi là 999 triệu đồng, thì liệu là chúng ta có thể mua được một chiếc xe nào mà vận hành được như xe này không nhỉ? Tôi nghĩ là không có. Không có chiếc xe gầm cao nào giá niêm yết 999 triệu mà cho anh em khả năng vận hành được như chiếc Skoda Karoq này luôn. Còn tất nhiên là với kích thước ở tầm, nếu mà xét với những cái chiếc xe đang có mặt ở trên thị trường Việt Nam bây giờ thì nó ở tầm B cộng, thì nó cũng nhỏ nhắn xinh xắn thôi. Cái điểm mù ở cột A và cái gương này khá lớn đấy. Tuy nhiên thì cái cách xử lý cột A này cũng khá là khéo léo, và cái cách vuốt những cái đường nét nữa thì nó cũng không bị mù quá là nhiều. Và cái tầm quan sát ở phía trước thì cực kỳ thoáng, bởi vì cái mặt táp lô này được làm dốc xuống, thì cái nắp capo cũng làm theo cái kiểu dốc xuống, đi trong phố cũng rất là gọn gàng, nhẹ nhàng. Khả năng cách âm của chiếc xe này cũng nằm ở mức độ rất là tốt. Cái tiếng mà khi anh em đi ở tốc độ cao anh em nghe thấy chủ yếu là cái tiếng gió tạt thôi. Chứ còn nếu mà anh em đi khoảng loanh quanh cứ 60 km/h và những cái mặt đường, kể cả mặt đường có nhám một chút ấy, thì nó vẫn rất là tĩnh lặng, chứ không hề nghe cái tiếng rào rào từ gầm hay từ lốp. Để nói kỳ vọng hơn nữa ở chiếc Karoq này thì tôi muốn là sẽ có thêm những cái công nghệ hỗ trợ an toàn, thì chiếc xe này nó sẽ trở nên thuyết phục hơn. Còn cái câu chuyện định giá thì mình cũng không thể biết được, bởi vì thực sự là với một chiếc xe nhập châu Âu và với cái động cơ, với cái khung gầm như thế này và mức giá bán như thế này, và anh em có thể so với mức giá bán của chiếc Skoda Karoq này ở một số thị trường châu Âu ấy, và nhìn sang cái mức giá bán ở Việt Nam ấy, thì anh em thấy là nhà phân phối họ đã nỗ lực tới như thế nào rồi. Nhưng mà dưới góc độ của một người sử dụng thì tôi muốn là chiếc xe này với tầm tiền tôi đã bỏ ra tầm hơn 1 tỷ rồi thì nó có thêm những cái tính năng an toàn chủ động
như là Adaptive Cruise Control, hỗ trợ giữ làn vân vân, tức là những cái gói an toàn hỗ trợ nâng cao ấy. Còn Karoq thì chỉ có cảnh báo điểm mù, có Cruise Control thôi. Và cảnh báo điểm mù của xe này rất hay nhá, nó nằm ở cái mặt trong của cái gương. Vâng, đây anh em, chia sẻ với anh em một cái trải nghiệm hết sức thực tế của tôi trong 2 ngày trải nghiệm chiếc Skoda Karoq này. Tôi đã nghiên cứu thông số, tôi đã đọc catalog của chiếc xe này rất kỹ trước khi nhận xe để đi trải nghiệm. Tuy nhiên khi mà lái chiếc xe này một vòng xong ấy, thì tôi lại nghĩ trong đầu bảo có khi nào catalog ghi nhầm không đấy. Tôi lái cái xe này xong tôi lại phải xuống, tôi ngó lại một cái. Đặc biệt là tôi phải nhìn xuống cái gầm xem là cái hệ thống treo của chiếc Skoda Karoq này cấu hình nó là gì, có phải là MacPherson và treo thanh xoắn như ở trên catalog hay không. Thì đúng, nó là MacPherson và treo thanh xoắn thật. Tôi thấy một điều rằng ấy, là cái đặc tính của sản phẩm là một chuyện và cái chất lượng của cái sản phẩm đó lại là một chuyện khác. Cũng là treo thanh xoắn, nhưng treo thanh xoắn nó có loại này loại kia. Cũng là treo đa điểm, nhưng chưa chắc nhá, treo đa điểm nó đã thể hiện tốt hơn treo thanh xoắn ở một số những cái góc độ. Và thực sự là tôi bất ngờ với khả năng xử lý của cái dàn gầm, cái hệ thống treo của chiếc Karoq này. Xe cộ thì nó có mấy cái cốt lõi là cái động cơ, cái khung vỏ và cái dàn gầm. Thì những thứ mà xét về giá trị cốt lõi của Skoda Karoq, nó đang thể hiện được mức độ quá tốt trong tầm tiền hay trong phân khúc. Về ngoại thất, về thiết kế của Skoda nói chung, hay ngày hôm nay cụ thể đây là chiếc Karoq, và cụ thể hơn nữa là một chiếc xe màu bạc ấy, thì cá nhân tôi là một người trẻ thì tôi cho rằng đây là một thiết kế nó khá là già. Và đặc biệt là do cái màu này nữa là nhìn chiếc xe nó càng già hơn. Nó sẽ không kiểu bóng bẩy, nổi bật, lồ lộ như một số những mẫu xe từ Hàn Quốc tới từ Nhật Bản. Đấy, có thể là anh em lựa chọn Karoq với cái màu xanh, màu cam ấy, thì trông chiếc xe nó sẽ trẻ trung hơn, nó có phần nào cá tính hơn. Còn cái màu bạc này thì trông nó già thực sự. Dù mình cũng đang đi một chiếc xe màu bạc, nhưng mà cái xe của tôi thì cái thiết kế của nó trông nó trẻ trung hơn. Nhưng những đường nét của Karoq, nếu mà anh em quan sát thì anh em sẽ thấy nó có tính kế thừa. Và cái thiết kế này đảm bảo là nó sẽ cực kỳ bền bỉ theo thời gian, nó có tính trường tồn. Nếu anh em để ý những cái góc cạnh của chiếc Karoq này, hay kể cả anh em nhìn Kodiaq, hay là nhìn tất cả những chiếc xe của Skoda đi, thì anh em sẽ nhìn thấy những cái cách cắt xẻ, những cái đường dập, rồi cái cách tạo hình. Đặc biệt là anh em nhìn xe từ cái góc ngang, chính diện ấy, thì nó là những cái đường nét rất quen thuộc trên những chiếc xe của tập đoàn Volkswagen, bao gồm là nhãn Skoda, Volkswagen hay Audi chẳng hạn. Chúng ta vẫn có thể nhìn thấy những điểm nhấn ở phía bên ngoài, như là cái mặt ca lăng đặc trưng này, một cái logo. Đến thời điểm hiện tại thì chắc chắn là vẫn đang còn rất là lạ ở Việt Nam. Nhìn tôi nhìn cái này tôi liên tưởng tới những cái họa tiết ở trên trống đồng ấy. Không biết anh em còn thấy như thế không? Hay là cụm đèn ở đây là đèn Matrix LED. Đặc biệt là nhìn buổi tối, cụm đèn này khi mà nó sáng lên trông rất là ấn tượng, với những cái giải LED định vị rồi với những cái chóa projector trông rất là cầu kỳ. Hay là phần mâm xe thì anh em cũng thấy là cái cách tạo hình thì nó cũng không có gì đấy quá là cầu kỳ cả, nhưng mà nó cũng có những cái mảng màu được đan cài vào với nhau, trông cũng khá ổn. Kiểu gì cũng có người nói là ông làm review xe mà ông cứ đóng cái cửa rồi ông nhận xét về một cái xe. Tôi nghĩ là tùy quan điểm của mỗi người. Tôi thì đơn giản là một người thấy cái xe như thế nào thì tôi muốn chia sẻ với anh em thôi, chứ mình cũng không phải là chuyên gia gì cả. Thì đây, anh em bước lên một cái xe mà anh em cầm cái cửa, nhìn cái cửa nó dày cộp nhá, đóng cái cửa này. Thì nó là một cái sự yên tâm, sự uy tín. Nhưng bây giờ cứ bảo một cái xe an toàn lắm, nhiều công nghệ lắm, rồi vỏ mỏng nó cũng là một cái tính năng để hấp thụ xung lực vân vân, thì cái đấy chúng ta sẽ không lạ bàn trong video ngày hôm nay. Nhưng cái cảm xúc bước lên một cái xe, cái cửa nó dày, đóng cái cửa nó uỳnh một phát, nó mang tới những khả năng cách âm, nó mang tới sự cứng vững vân vân, chúng ta đã nói với nhau rất kỹ rồi. Và có một điều mà tôi chưa nói với anh em ở phía bên ngoài, đó là độ hoàn thiện nữa. Các cái chi tiết nó cực kỳ sắc nét, các cái đường viền rồi các cái khớp nối của nó khít thịt khít. Có thể là anh em nhìn một chiếc xe Nhật Hàn ở cái tầm loanh quanh 1 tỷ thì cơ bản là nó hoàn thiện cũng tốt thôi. Nhưng mà để rằng là nó đạt được đến một cái độ tinh, một cái độ mà mọi thứ nó nét căng ấy, thì những cái xe như thế này nó làm tốt hơn. Nổ cái máy lên này. Vâng, thưa anh em, tập đoàn Volkswagen thì họ có một cái nền tảng khung gầm gọi là MQB,
Đấy, và Skoda Karoq cũng là một chiếc xe phát triển trên cái nền tảng đó. Nền tảng đó thì họ còn phát triển cho Volkswagen, cho Audi, cho Porsche, cho Lamborghini. Thì anh em sẽ thấy rằng là đấy, từ bên ngoài tôi đã nói rồi là những cái đường nét của xe nó rất là quen thuộc trên những sản phẩm của Volkswagen hay Audi. Và bây giờ bước vào cái khoang nội thất này cũng như vậy. Cùng cái kiểu làm như thế này, anh em sẽ thấy Audi cũng làm như vậy, Volkswagen cũng làm như vậy và Skoda cũng làm như vậy. Nhưng cái đỉnh cao của lục địa già khi mà họ làm công nghiệp ô tô là gì? Đã, anh em nhìn có thể cùng cái cách tạo hình như thế này. Nhưng xe 3 tỷ thì họ chỉ cần chỉnh sửa lại những cái đường nét thiết kế, họ vuốt lại một tí thôi, họ làm cái chrome, nó cũng là cái chrome nhưng họ làm nó mỏng hơn, nó tinh hơn chẳng hạn, nó lại ra một cái xe 3 tỷ. Còn làm xe 1.5 tỷ đúng không? Có thể là cái đường viền nó sẽ lại to hơn một chút. Làm cái xe 1 tỷ đấy thì lại nhiều nhựa hơn, đường viền nó to hơn hẳn. Nói như vậy để thấy rằng là từ 1 tỷ thôi anh em đã có những cái đường nét. Đấy, những cái đường nét của những chiếc xe nhiều tỷ. Còn quay trở lại cụ thể với chiếc Karoq thì vào bên trong này tôi lại muốn nói tới câu chuyện về đặc tính của chất liệu và chất lượng của chất liệu. Nó lại là hai phạm trù khác nhau. Đặc tính ở đây là gì? Chủ yếu là nhựa. Đấy, điểm một chút nhựa mềm nhưng chủ yếu dưới này toàn là nhựa thôi, không hề có bọc da gì cả, nhựa và điểm xuyết những cái chi tiết có thể là khác màu. Tuy nhiên thì nhựa nó hoàn thiện như thế nào, đấy, nó cứng chắc ra sao thì Karoq là một chiếc xe tuy nhiều nhựa nhưng mà độ hoàn thiện rồi anh em nhìn thấy này. Nhìn thấy này. Lại một cái hành động có thể có vẻ là hơi nông dân một chút, tuy nhiên anh em hãy nhìn đi và anh em có thể nhìn thấy những cái chi tiết chúng tôi quay về độ hoàn thiện. Thì anh em thấy rằng là cái giá trị của nó nằm ở chỗ nào. Rồi, đếm trang bị một chút thì xe này về cơ bản là ở phiên bản cao cấp nhất thì chúng ta cũng có ghế chỉnh điện nhớ tới 3 vị trí này. Ghế phụ cũng chỉnh điện luôn này. Vô lăng đề cắt da đục lỗ này, hai cái màn hình full LCD, màn hình giải trí có khả năng kết nối Android Auto và Apple CarPlay, rồi phanh tay điện tử chưa có Auto Hold, có nút chỉnh các chế độ lái này, cần số cũng rất là quen, cái tạo hình rất quen và rất đẹp. Nhìn chung là nếu mà để chê cái khoang nội thất này thì có thể có người nói rằng là trông nó hơi bị thực dụng, trông những cái đường nét nó hơi bị, có phần nào đó nó hơi cục mịch. Nhưng để chê rằng là nó xấu, để chê rằng là nó hoàn thiện chưa tốt, để chê rằng là nó thiếu điểm nhấn thì tôi nghĩ là không. Rồi chiếc xe này còn thể hiện được những cái độ thực dụng ở việc là tối ưu không gian khá là rộng rãi. Với một người nhỏ bé cao chưa đến 1m7 như tôi thì tôi ngồi kể cả ở đây, kể cả là ở hàng ghế sau thì tôi đều thấy là nó rộng. Rồi anh em cũng có rất nhiều những cái chỗ để đồ, để đồ ở đây, ở chính giữa, có hộc bên này, rồi có cả chỗ ở đây trên này nữa. Đấy, nó là một chiếc xe châu Âu thực dụng. Kể cả cái việc làm chất liệu không có bọc da quá nhiều, chủ yếu là nhựa cứng ấy, thì cũng giúp cho chiếc xe bền bỉ theo thời gian. Và tôi thì chưa có cơ hội sang Đông Âu, nhưng tôi cũng có những người bạn đang sống ở Đông Âu, họ nói rằng là Volkswagen hay Skoda ở bên đó thì mọi người sử dụng nó như là một chiếc xe phổ thông hàng ngày, và có những chiếc xe đã đi rất là lâu năm rồi bây giờ vẫn đang sử dụng ok. Và trong cái thời gian mà tìm hiểu về mẫu xe này ấy, thì tôi cũng có đọc được những cái comment là có những người mà khi nghe tin Skoda về Việt Nam là ngay lập tức đặt cọc luôn, không cần biết là giá bao nhiêu và không cần biết là xe có những trang bị gì, bởi vì họ đã có thời gian dài thời trẻ sống ở Đông Âu và họ hiểu được Skoda ở đấy là như thế nào, họ hiểu được giá trị của một chiếc xe nhập khẩu trực tiếp từ những cái đất nước mà ngày xưa họ đã sinh sống về tới đây như thế nào, thì họ sẵn sàng bỏ tiền ra mua. Hàng ghế thứ hai trên Karoq, với một người thấp bé như thế này thì không có gì phàn nàn cả, chỉ mong muốn nhiều hơn một chút nữa, thì nếu mà cái hàng ghế sau này nó ngả thêm được một tí nữa thì ngồi sẽ thoải mái hơn. Tôi nghĩ là cái không gian này với người Việt Nam thì thoải mái, kể cả anh em ngồi mét cao mét 8 thì này, đầu còn quá rộng, và đặc biệt là xe này còn có cửa sổ trời toàn cảnh. Cái này lúc mà nắng quá hay mưa quá thì tôi không biết, chứ nhưng mà cái trời này đi xe có cửa sổ trời toàn cảnh quá phê. Phần cốp xe cũng được ưu tiên tối đa cho sự thực dụng, anh em có một cái lòng cốp xuống phía dưới này sâu, cái không gian thụt vào bên trong này cũng ok. Tôi rất là trăn trở khi mà làm một video đánh giá về Skoda Karoq, bởi vì nói thế nào để cho anh em có thể cảm nhận được giá trị của chiếc xe này, bởi vì nó sẽ không có những thứ mà để chúng ta có thể đập ngay vào mắt, chúng ta có thể nhìn thông số, đọc catalog. Chỉ muốn nhấn mạnh lại với anh em thôi là
hãy cho bản thân mình một cơ hội được lái thử chiếc xe này, được đến, được sờ chạm để có thể cảm nhận được rõ hơn tại sao chiếc xe này lại có mức giá đó và đâu là những thứ về giá trị cốt lõi của Skoda Karoq. Tất nhiên là tùy nhu cầu của mỗi người, không phải là ai cũng cần một chiếc xe quá là cốt lõi. Đôi khi những giá trị về đèn đóm, về option, về thiết kế, nó cũng là những thứ mà người ta hướng đến. Thế nên là ở đây thì tôi xin lại bàn một chút về câu chuyện là vậy thì ai sẽ là đối tượng phù hợp để mua xe Skoda nói chung hay là chiếc Karoq này nói riêng ở thời điểm bây giờ tại Việt Nam. Tôi nghĩ là xe này nó sẽ phù hợp cho những người mà thường là những người mua chiếc xe thứ hai hoặc là những người đã có những cái trải nghiệm nhất định về xe rồi. Còn mua xe lần đầu thì chắc là sẽ ít hơn những người mà mua xe lần hai. Bởi vì mua xe lần đầu thì thường là anh em chưa có nhiều trải nghiệm. Những cái thông tin mà anh em nhận được thì đa số nó là những thứ có thể nhìn thấy được bằng mắt. Còn những ai mà đã đi nhiều xe, đã hiểu và đã cảm nhận được những cái giá trị của khung gầm tốt nó như thế nào, cái động cơ ngon nó như thế nào, thì Karoq với cái mức giá này theo tôi nghĩ là rất phù hợp. Và đặc biệt phù hợp hơn nữa với những anh em mà thích cái chất của xe châu Âu nhưng mà lại chưa có 1.5-2 tỷ để có thể mua những cái thương hiệu đã quen thuộc hơn tại Việt Nam. Cái đối tượng khách hàng thứ hai thì như tôi cũng đã nói ở phía trên rồi, là những người mà ở Đông Âu đi về và họ hiểu được giá trị của Skoda, họ đã nhìn thấy Skoda ở bên kia rồi và họ về đây họ sẵn sàng mua. Không biết là theo anh em thì còn những đối tượng nào phù hợp với mẫu xe này nữa không, với Skoda nữa không? Hãy comment ở phía bên dưới. Mẫu xe này đã có kế hoạch lắp ráp tại Việt Nam rồi. Sắp tới khi mà những cái sản phẩm xe lắp ráp thì mức giá chắc chắn là nó sẽ có thể là thấp hơn hoặc là cùng mức giá này nhưng mà chúng ta sẽ có nhiều trang bị hơn. Thì lúc đó lại là câu chuyện mà một cuộc chơi rất là gọi là sát ván với xe Hàn, xe Nhật. Thì hy vọng là chất lượng khi mà lắp ráp thì nó cũng sẽ không thua kém gì với một chiếc xe được nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu về. Vâng, thưa anh em, như vậy trong video ngày hôm nay chúng ta vừa mới có một chuyến hành trình ra Vendo ở Hà Nội thôi, cũng chưa quá dài để trải nghiệm chiếc Skoda Karoq này, nhưng tôi hy vọng rằng là cũng đã phần nào để giúp anh em hiểu được đâu là những giá trị cốt lõi của chiếc xe này. Tôi chỉ muốn kết lại ngắn gọn thôi, đó là hãy cho bản thân mình một cơ hội được trực tiếp sờ chạm và đặc biệt là lái thử chiếc xe này để thấy rằng những giá trị của nó vượt xa hơn rất nhiều những gì mà anh em có thể cảm nhận được bằng mắt nhìn hay là đọc catalog. Anh em nghĩ sao về Skoda Karoq? Nghĩ sao về chuyến hành trình lần này của Mê Xe? Hãy comment ở phía bên dưới nhé. Và đừng quên bấm nút đăng ký để ủng hộ chúng tôi sớm đạt tới 400.000 subscriber. Cảm ơn anh em rất nhiều.